Cảm ơn quý cô chú anh chị đã coi những đoạn video clip chính thức từ chủ đầu tư. Xin chúc quý cô chú anh chị một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và xin hẹn gặp lại. Hãy bấm like và subscribe kênh YouTube này để nhận những thông tin và hình ảnh mới nhất từ chủ đầu tư.